xin chào tất cả đại đình nha, mình là Công Thức TV đây. Thì đại đình ơi, chúng ta mình có một cái sợi dây nha đại đình. Thì ngày hôm nay mình muốn là chỉ cho đại đình một cái cách mà giải mã một cái trò ảo thuật trong những cái hội chợ hội này nọ đây cho đại đình. Đó là có nghĩa là cái cọng dây này chọn đúng sai. Đi đâu vậy? Anh tính giải mã cái trò ảo thuật mà cái cọng dây quấn vòng vòng như nè. Vậy nè, chọn bên đúng bên sai á, biết không? Hầu như trong hội chợ ta chơi Đúng rồi, chính xác là trong những cái mà hội chợ thôi nè thì thường thường ta chơi hay chơi cái trò này, có nghĩa là chọn một đúng là hai là sai biết thôi rồi, biết rồi, thọt cái tay vô gì đó đúng rồi, nó dính lại phải không? Y ra là cái trò chơi nào quấn bây giờ quấn lại là chọn hai vòng là chọn một bên, qua bên nào chưa đúng bên nào sai đó, ví dụ chọn như đây đây giật trúng gì á là sẽ thắng, còn giật mà không dính cái tay lại là sẽ thua vậy hả? Bây giờ ủa hai đứa đi đâu vậy? Thiệt luôn, em cũng muốn đi đâu mà nói em thông minh quá trời mới dẫn nó đi heo đó. Vậy hả? Bây giờ anh nè, bây giờ anh có cái trò chơi này luôn nè. Trước khi giải mã, bây giờ hai đứa dám chơi cái trò này với không? Nếu á mà thắng á là thắng 500 ngàn. Thì nãy giờ anh nói á là vậy đúng không? Nhưng mà chơi có tiền mới chơi, còn em có tiền không chơi đâu. 500 ngàn đó. Thắng thì cho 500 ngàn. Rồi, còn nếu mà thua chơi. Sao? Còn mà thua là thua lại 100 ngàn, y gan như kiểu hội chợ ta chơi luôn. Chơi hôm nay có tiền rồi. Có nghe quấn như nào là chọn là năm ăn năm thua đó. Thí dụ là chọn bên này trúng nè, bên này không thì chọn trúng á, là dính dính tay lại á thì ăn. Biết không? Chơi bây giờ chơi nếu mà thắng á thì anh sẽ cho 500, còn mà thua á thì thua lại 100 ngàn nha. Rồi ok. Đó, bây giờ để anh đặt cho trước 500 rồi cho. Y gan như chơi hội chợ luôn. Em biết rồi, rồi. Anh nói anh đang nghiên cứu là mai mốt anh đi cá độ hội chợ đó. Vậy hả? Đó, bây giờ cho 500 ngàn nha. Vậy là tụi em đứng 100 ngàn phải không? Không, bây giờ chơi mỗi lần chơi là 100 ngàn. Đó. Vậy là hiểu rồi, hiểu rồi, mỗi lần chơi được 100 ngàn. Nè, bây giờ là nhìn kỹ vô cọng dây nha. Rồi làm nha. Nè, nhìn nha. Có nghĩa là rút lại thôi. Bây giờ em có muốn chơi thử không? Đâu, thử cái đi, cho em thử cái đi. Thử cái phải không? Nè bây giờ nè, nhìn cọng dây nha, quấn nè. Rồi. Xong anh sẽ phành ra hai bên. Đó. Phành ra hai bên bằng nhau. Bây giờ em sẽ chọn bên nào? Em chọn bên đây. Xong rồi anh sẽ rút cọng dây lại, dính cái tay lại. Là thắng 100 ngàn. Thì rồi ơi. Hôm bữa mình ăn 1 triệu đó, bây giờ nay mình sẽ lấy thêm nữa. Nãy chị kêu em đi là không có sai sao đâu. Sao em muốn chơi lại một lần nữa không nè, nhìn nè. Trời ơi, nè đây để em chơi cho chị lấy đi, chơi liền luôn nè, lấy tiền ra luôn. Thôi, bây giờ ai chơi trước? Em chơi trước. Chú quay chơi trước. Em chơi trước. Hả? Em chơi trước. Cho Liên Ngô chơi trước đi. Ý sợ em cái gì nè. Chút xíu đi. Rồi từ từ sẽ tới được. Bây đây. Giờ chơi thử không? Chơi thử cho theo thử em quận nữa đó. Đâu làm thử cái lần đó này. Là chọn bên đây luôn hả? Đúng rồi, bên đây. Rồi. Dính rồi. Vậy là lấy tiền hả? Tào lao chưa? Chưa mới thử thôi. Ủa, đó. Bây giờ bắt đầu chơi thiệt này nha. Bắt đầu chơi thiệt, bây giờ bỏ 100 ngàn ra đi. Rồi. Bỏ 100 ngàn ra nhớ nha. Đây, nhìn kỹ nha. Đó. Đây, chính xác là hai vòng nha, nhớ nhìn kỹ nha. Biết rồi. Đó, bây giờ chọn bên đây hay bên này? Thì bên đây. Hả, chắc chưa? Chắc. Dạ, thua 100 ngàn. Ủa, sao kỳ vậy? Kế với mà kế. Cái đó đơn giản thôi, bây giờ muốn chơi lại thêm một nữa không? Để ý kỹ lại mới được. Sai cái gì á? Nè, nhìn nè. Ủa, sao nãy giờ chị làm, nãy giờ là... Nhìn kỹ nha. Nè, bây giờ anh quấn con dây nè, thấy không? Đó. Rồi, anh sẽ thành ra hai lỗ. Rồi. Đó, 100 nữa. Nè nhớ nha, 100 ngàn nữa nha. Rồi, okay. Đó, bây giờ hai lỗ. Chọn bên nào? Nãy giờ chị chọn bên đây 3 4 lần vậy? Khoan. Vậy mình phải động não. Chắc chưa? Rồi. Anh sẽ rút cọng dây nha. Rồi. Ủa, lại thua thêm 100 ngàn nữa. Vậy lại. Chị đừng có cho em chơi trước cho rồi à. Thôi bây giờ chút ba muốn thử lại à, anh cho thử lại nè. Sao? Ủa em. Thôi khoan, chị chưa gỡ ra mà. Để em chơi trước cho mà. Hai đứa quá trời giận nhau vậy, có trò chơi rồi mốt anh đi họ chợ là ok luôn. Thôi bây giờ có chơi thử không? Không chơi thử, chơi thiệt không chơi thử. Chắc chưa? Chơi thiệt không chơi thử. Chơi thiệt phải không? Đó. Đó, bây giờ anh sẽ hoành hai lỗ nè. Đó. Là bây giờ chọn là chọn hai bên nào đứng, mỗi hai bên chọn bên nào cũng được. Chọn bên nào vậy ta? Bên này đi, nãy chị đi bên đây. Bên này phải không? Bên này. Chắc chưa? Rồi, 1 2 3. Lại ra nữa xôi, trời ơi. Ủa, rồi 100 vậy? Nữa chơi 200 luôn nè. Thôi là 100 thôi, một tét nóng rồi đó, có nghĩa là 100 ăn 500. Ủa rồi 100, 500, sao kỳ vậy? Sao hồi nãy nãy dính ngón tay chị gõ thì em thấy, mà sao tiền nào bây giờ thử lại không? Anh cho thử nè, em nhìn thử cái đầu này nè. Kỹ cái đầu này nè. Nè bây chơi thử không? Chơi thử không? Chơi thử vậy hả? Chơi thiệt luôn hả? Chơi thiệt nè, nhìn nha nè, thấy không? Đó, anh sẽ phành ra hai cái lỗ thôi đó.
đó. Ông bên đây rồi phải không? Đó, chọn ông hai bên lọ. Đây rồi phải không? Ừ. Bên đây nữa nè. Chắc chưa? Tao chắc tao mới chơi chứ. Bây giờ ông kéo nha, nắm ra kéo nè. Ủa sao kỳ vậy? Trời ơi, dễ thua. Hai đứa 400. Rồi, còn 100 để em sáng. Bây giờ anh làm anh giải ra cho tụi em coi ơi. Thôi bây giờ chút ba chơi thử không? Anh cho chơi thử. Trời, chơi thử ngay. Ờ, chơi thử nha, phải không? Nè, nhìn nè. Ừ. Nè, đây, đây, đây. Đó. Đó. Ủa, sao cũng vậy mà? Đó, chọn bên nào? Nãy bên đây không dính hả? Bên đây nè. Bên đây đi. Bên đây lại. Không, ừ. Không, bên đây à. Bên đó hả? Bên đó ừ. Không dính đó. Chắc ăn luôn. Chắc bên đây không dính. Ừ, anh nhìn không biết. Bây giờ em chọn bên đây sẽ dính nè. À, bên đây. Dạ. Rút tay dính nè. Lấy 500. Ồ, trời ơi, chưa chơi mà bây giờ. Ủa, chơi thiệt em không? Chơi ừ. Không? Em nè, Liên Ngô bây giờ, Liên Ngô chơi thử không nè. Ủa, gì chứ, nãy giờ chơi, không? Nãy giờ em chơi thiệt không, em chơi thử đâu. Nhìn nhìn kỹ nè, nhìn kỹ nè, bây giờ Liên Ngô chơi không? Nhìn chơi thử không? Rồi, rồi, anh chơi. Nè, bây giờ nè, thấy không nè. Đó, bây giờ là bung ra hai bên. Đơn giản thôi, có đâu, cộng dây, rút cái dính lại, bây giờ chọn đi. Bên đây. Ừ, nắm ra nè, nhìn kỹ nha. Rút, nè, dính nè, dính, dính lại nè. Ừ, dính lại chơi thử mà, bây giờ rồi rồi đó. Cả đó còn tiền không? Còn tiền không? Còn 100 ngàn. À, bây giờ chơi thiệt phải không? Đó. Thôi, còn 100 ngàn lấy luôn nha. Để đi. 100, ăn 500. Nè, nhìn kỹ nha, nè, nè. Đây, đây, đây. Đó, đó. Đây nè. Ờ, đó, bây giờ trọng bên nào? Cộng này nè. Chắc chưa? Chắc ăn 100 ngàn. Rồi, chắc chưa? Không, chơi luôn, nghỉ chơi luôn đó. Nghỉ chơi luôn, nãy giờ em chịu mua 600 ngàn rồi đó. Trời ơi, cái trò này là cái trò ảo thật trên trong những cái hội chợ. Em biết rồi. Tại giờ anh tính sao á là dạ? Sao nãy giờ hay quá vậy? Nãy giờ anh tính á là giải mã cho mọi người xem mà tự nhiên hai đứa đem lại cúng tiền á thì lấy. Chút qua sao dám chơi nữa không? Không, đã, em làm theo anh thôi. Nãy vậy nè phải không? Rồi cái trò này không có quấn được, em quấn cho coi. Thôi, bây giờ giải cho người ta đi, nếu mà giải không được hay mà y gan vậy ha mà đưa tay thụt ra không dính cọng dây hay là trả lại gấp đôi người ta đó. Ừ. Không có. Vậy đi. Cái này á là cái mẹo của người ta. Là người ta là thí dụ á là bây giờ nè để em nói cho giải mã cái mẹo này giải nếu, được nha nếu giải mà được là anh ăn muốn người đó ăn tiền dính, người đó thì sẽ dính còn không là sẽ không đâu. Thí dụ nè bây giờ nè anh lấy cọng dây nè anh quấn nè quấn một vòng nè đó anh sẽ thành ra thì á sẽ đưa ngón tay bên đây sẽ chắc ăn dính đưa ngon đưa rồi đó sẽ kéo ra sẽ dính đúng rồi. Đó còn mà anh muốn mà không dính á thì để em làm cho cái nó coi nè bên đây hoặc bên đây ví dụ bên đây là không dính nè chắc ăn rồi đó Nè. Làm lại không chưa thấy rõ tự nhiên chưa thấy rõ gì hết trơn à tức Nè. Chết vậy nãy mua mấy trăm ngàn đó từ từ để anh sẽ giải mã từ từ cho coi nha rồi cho coi rồi á thì mua không có đòi tiền lại nha cái nào rõ ràng cái nào chơi như chơi hội chợ vậy đó Nè bây giờ thí dụ anh cầm cái đầu dây nè nhớ nha nhìn cái đầu tay nè nè nhìn cái tay nè đây qua đưa nè cầm như nè đưa lại đây vậy á thì sẽ bên đây sẽ dính cỡ nào cỡ bên đây sẽ phải dính là bên bên trong này dính rồi, biết rồi. Còn mà muốn mà không dính á thì đây nè nắm cái đầu dây nè đưa qua đây xong anh nắm đầu dây em bẻ lại một lần anh đưa vô đây là xong á là cho dù em chọn hai bên bên nào cũng không dính hết bây giờ thử coi bên đó cũng dính mà bên đây cũng dính luôn bên đó cũng không dính luôn hiểu không chỉ cần nè chỉ cần đơn giản thôi cầm cái đầu dây nè đưa kéo nè kéo tới đây nè thì anh nhanh tay lên anh lật cái chiều dây lại đây nè đây nè xong anh ghép ở đây xong anh sẽ đưa cái chà tay này ra đó thì như vậy á thì sẽ cho dù chọn bên nào cũng không dính luôn một á đi hội chợ á chơi á né những cái trò này ra cái này là giống như là anh làm ảo thuật rồi thôi anh trả tiền thôi không có cái này tiền á là ăn rồi không có trả lại như bữa hổm vậy đó thấy không mới ăn một chiều rồi bây giờ nè, lại rồi. Đừng thấy không nè bây giờ nè thấy không nè bây giờ cái tay nè mình nè đưa cọng dây nè đưa một vòng vô đó xé ra bên đây đó thì sẽ em để cái tay vô bên đây ơi cứ dính không thì chắc ăn trăm sẽ dính còn nếu mà người thấy người ta mà để cái tay vô nè để cái cọng dây nè ta kéo ngang vậy nè nhưng mà ta lật cái này lại xuống cái là xong cái ta banh ra nè cho em để bên đây thử ơi đó kéo ra không bao giờ dính hiểu rồi. Trời ơi chỉ có cái trò chơi mà cọng dây không để đền ơi thì ngày hôm nay mình á là chỉ cho đại đình một cái cách mà để nhận biết chơi cái trò chơi này nha có nghĩa là hai cái cọng dây rút á là chọn một bên coi bên nào đúng là ăn tiền tại vì trên những cái hội chợ á thì thường thường người ta sẽ không bao giờ để cho mình ăn tiền người ta tại người ta bỏ công nha người ta đi ta làm đi ghen như anh bỏ công anh làm nãy giờ gì đó mắc mới thì ta phải thua
đó, người ta sẽ chắc ăn 100% thắng rồi mới chơi đó. Thì Đại Định ơi, đây là cái mẹo mà rút sợi dây mà bên thắng bên thua của mình nha. Thì Đại Định muốn mà biết muốn mình giải mã thêm một cái mẹo nào nữa thì hãy comment bên dưới cho mình, còn rất là nhiều cái mẹo về hội chợ. Nếu mà mốt á, em ngồi học hỏi em đi, mốt á đi hội chợ bảo đảm thắng tiền xài nhất bao luôn. Ơi Đại Định ơi, thấy cái mẹo mình giải mã được không ạ? Nếu có thấy có hay có hữu ích thì nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. Thôi bye bye. Thôi lại đó, đi về đây để giải mã mẹo khác thôi. Hẹn anh lần sau em sẽ kiếm trò chơi theo khác. Tự nhiên hồi nãy thấy người ta giải mã sao không đào vô đấy. Anh Thức ơi chỉ anh đi, nó nhanh hơn. Ai tài lắm chơi mấy lần thua. Còn 100 ngàn sáng nha, đủ dễ nha, đủ dễ nha. Mới ăn ta chịu phải thua lại 500 thôi chứ.